Chào cả nhà, hôm nay em sẽ giao lưu cho cả nhà ba cái lấy rí nha. Thì mấy cái này thì nó đã vào năm tư rồi, nhưng mà do nó lấy rí thành ra thấy nó chậm lớn hơn. Trong ba cây này thì có hai cây đọt xanh nha, nhưng một còn có một cái chuẩn hơn là bông nó là năm cánh. Đó. Còn cây kia thì quái, đế nó quái lạ út sáng. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha. Em cảm ơn ạ. À, không chú. Nuống được. Nuống lại. Dạ. Không cây ghép con không ta? Chào riêng không à? Chào riêng không? Không.